Khi màn đêm buông xuống cũng là thời điểm đi săn mồi ưa thích của lượng mật. Loài rắn này có một lượng nọc độc có thể giết chết tới một con sư tử liền. Tuy nhiên đối với con lửng mật thì không bao giờ sợ hết. Lửng mật chẳng thèm khởi động mà lao thẳng tới chỗ rắn luôn. Ngay đầu trận thì lửng mật đã thể hiện tính máu chiến của mình, liên tục lao vào tấn công rắn. Rắn thấy thế liền dùng cái thượng sách đó là kế chuẩn. Lửng mật nào có tha, dùng tốc biến lao thẳng tới ngoạm đầu rắn nhai một cách ngấu nghiến. Mà cái khủng kết là các bạn tưởng nó đang xuất rồi đúng không? Nhưng không phải thế đâu. Chẳng qua là em nó đang say nọc độc mà thôi. Tí nó lại tỉnh ngay bây giờ ấy mà. Loài lửng mật là loài có khả năng kháng tất cả các loại nọc độc của rắn. Vì vậy, rắn là một trong những món ăn ưa thích của chúng. Mỗi khi săn được rắn, lửng mật sẽ ăn phần đầu trước và sau đó chúng sẽ phê pha trong vòng vài tiếng. Nọc độc của rắn càng mạnh thì chúng nó càng phê lâu. Sau khi tỉnh dậy, lửng mật sẽ ăn phần còn lại của con rắn. Lý do tại sao loài lửng mật có khả năng kháng nọc độc rắn thì cho đến nay các nhà khoa học vẫn bó tay chấm con.